Vâng, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ở tập này mình sẽ tiếp tục chơi cái game Demon's Souls, game độc quyền trên PS5. Mình đang ở dưới lòng đất rất là sâu, trong cái đường hầm ngầm, một cái hầm mỏ của thành phố. Bây giờ mình sẽ đối mặt với những cái con quái vật như thế này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ok rồi, phải hạ được nó mình mới có đường đi. Ở đây nó có thêm một cái vật phẩm gì nữa đây. Nhảy xuống đây xem. Dragonstone. Đây là có một cái con rùa nữa. Này rất là nhiều vật phẩm, mình sẽ tranh thủ để nhặt nó ở đây nữa. Dragonstone. Ui, đâu ra một con nữa đây. Substone. Yeah, mỏ này rất là nhiều tài nguyên để thu thập. Ở đây còn thêm một cái nữa này, làm sao để qua đây? Đây rồi, có một cái đường lên này. Lại những cái con quả xít này nữa. Wow, lâm đồ cây rêu. Cái này khá chắc đấy. Đi qua đây. Ôi, toan rồi. Như vậy là mình phải đi lại từ đầu rồi. Không thể tin được. Nhưng mà thôi, sẽ quay về Donetsk để
Mình sẽ cường hóa thêm cái làm cái vũ khí nữa để tăng sức sát thương cho những cú đánh. Hello again. I'm keeping a close watch on your belongings, don't you worry. I can forge weapons for you for a fair price. You come back alive. I need your business. How
was that about? Wow, ở đây nó có một cái con người khổng lồ. Không biết giết nó như thế nào đây. Ui, chém một phát là đi. Chạy đi. Làm sao để hạ nó đây? Ở đâu vậy? Ê! Cái con khổng lồ này nó không di chuyển, nó chỉ đứng yên một chỗ. Ồ, đây có cái đường đi xuống nè. Game này cũng khách thách đố khá là cao đấy. Ồ, cái con cả đuối biết bay nè. Dưới này thì sao? Dưới này có cái hầm. Ôi gì vậy?
Wow. Tên này khó giết nhỉ. Ôi giời, trên này nó quá nhiều. Có quá nhiều cá đuối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ui, mình đang đi đâu đây? Ôi giời, cái con cá đuối này nó phun điện khá là rác đây. Vào đây một cái cửa đó này. Khu vực này đó âm mưu quá. Tiếp theo là mình đi đâu đây? Đây có một cái đường đi lên, ôi rớt xuống rồi. Wow, làm được thêm một cái nhẫn nữa. Để xem nào, nhẫn này có giá trị gì đây. Ok rồi. Baston chân. Có vẻ như mình sẽ bước vào một cái gì đây. Mình đánh quái vật gì đây. Wow. Con gì vậy? Ôi, nó là con gì vậy? À, dưới này à. Làm sao đây? À, đây rồi, đây rồi. Có một cái đường xuống này. Mày là con gì vậy? Ôi giời, cái lưỡi nó to thế. Đây rồi, đây rồi. Bố mày sợ mày quá cơ. Ôi sao đánh nó không được vậy? Thank you.
Ồ, con này đập nó không chết nhờ. Ồ, tan rồi. Làm sao hẹn nó đây? Nó chắc quá, làm sao đập nó đây? Ồ, cái con quái vật này sao mà hạ được vậy? Toàn rồi. Đập chết được nó. Sao mình không ném bơm vào đầu nó nhỉ? Thử xem. Khó nhờ.
Ồ, gì đây? Dưới này nó lại có thêm một con quái vật. Oh. Đây là một cái hệ thống nhà tù trong thế giới Demon Soul. Hệ thống nó như một cái mê cung ấy. Đây mình có thể nhảy xuống không ta? Có vẻ như đây là cái con đường đi duy nhất trong cái khu vực này. Rất là khó chơi.
làm sao để mình qua khu vực này đây? Không có đường đi rồi. Vẻ như là có những cái cửa ở đây có thể mở được. À, đây rồi. Thách đố nhau à. Để xem nào. Trong này trống rỗng, không có gì cả. Ở đây cũng vậy này. Đây nó có những cái bộ xương người. Đây thì sao? Vừa mở cửa là nguyên một bầy nó vô tấn công rồi. Đây còn đường đi không? Như vậy là bên đây sẽ có một cái nhà tù mà có cửa có thể mở được. Chính xác như vậy. Thank you.
nước